Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều ngày 27 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Tham gia đóng góp đối với dự án luật này, đại biểu Nguyễn Hoàng Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An cho rằng, hiện nay ở cấp xã, khối lượng tài liệu hình thành rất lớn, trong đó có nhiều tài liệu gốc làm cơ sở dữ liệu quốc gia như hồ sơ hộ tịch dân số và tư pháp. Mặt khác, trong khối tài liệu cấp xã còn có tài liệu thuộc diện mật trong khi điều kiện quản lý tài liệu lưu trữ cấp xã chưa được đảm bảo mà nguyên nhân chủ yếu là không có kinh phí, mặt bằng và không có nhân lực chuyên trách. Theo quy định kho lưu trữ số không bố trí ở cấp xã. Điều này dẫn đến việc bảo quản tài liệu lưu trữ không được đảm bảo. Vì vậy tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định tài liệu lưu trữ ở cấp xã cũng là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của nhà nước ở cấp tỉnh. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Hoàng Quyên cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể như về chỉnh lý xác định giá trị thống kê quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong dự thảo luật lần này